Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, trong thời gian qua thì ngành tài chính đã nỗ lực thực hiện nghị quyết số 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Song hiện nay thì hàng loạt doanh nghiệp ngã ngửa khi bị cơ quan thuế hay hải quan ra quyết định truy thu thuế, ít cũng vài trăm triệu, nhiều thì lên tới cả tỷ đồng. Nếu truy thu thuế vì doanh nghiệp trốn thuế thì đây là việc làm dư luận hoan nghênh. Tuy nhiên thì các doanh nghiệp trên đều đồng loạt kêu oan do chính sách ngành thuế không nhất quán và sự chậm trễ của các cơ quan chức năng gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh của Việt Nam. Và đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề truy thu thuế từ góc độ của doanh nghiệp. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puratos Grandplate Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn AZ Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Hiệp Phát. Ba doanh nghiệp này bị yêu cầu truy thu gần 30 tỷ đồng tiền thuế do quy định mới thiếu nhất quán. Cụ thể, cuối năm 2016, doanh nghiệp có nhập khẩu mặt hàng đường tinh luyện theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp và đã nhập khẩu đường từ công ty có trụ sở tại Singapore. Bên giao hàng được nhà cung cấp chỉ định là công ty cổ phần đường Biên Hòa, công ty Thành Thành Công Tây Ninh có trụ sở tại Việt Nam. Doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ thủ tục hải quan theo đúng quy định của pháp luật tại Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam Singapore và Chi cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp. Hồ sơ nhập khẩu có đầy đủ chứng nhận xuất xứ CO form D được phát hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Bộ Công Thương. Các tờ khai đã được Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Việt Nam Singapore và Chi cục Hải quan Quản lý hàng xuất nhập khẩu ngoài khu công nghiệp chấp thuận thông qua đầy đủ các áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 5% theo biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu trong khối ASEAN. Tuy nhiên, đến ngày 29 tháng 11 năm 2017, các doanh nghiệp này nhận được thư mời của cơ quan hải quan đến làm việc về nội dung truy thu thuế xuất nhập khẩu tại chỗ với số tiền ấn định của 3 doanh nghiệp gần 30 tỷ chưa tính tiền chậm nộp. Việc ấn định thuế này được giải thích là thực hiện theo công văn số 2668A ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Cục Giám sát Quản lý Tổng cục Hải quan. Công văn này của Tổng cục Hải quan yêu cầu truy thu thuế nhập khẩu theo thuế xuất nhập khẩu 40% theo các doanh nghiệp là thiếu nhất quán, gây thiệt hại cho doanh nghiệp và làm giảm sút lòng tin của các doanh nghiệp đối với chính sách điều hành của Chính phủ. Văn bản của các doanh nghiệp này cho biết doanh nghiệp không đồng ý với việc ấn định truy thu thuế vì có hạn ngạch thuế quan được cấp bởi Bộ Công Thương và doanh nghiệp phải trả tiền sử dụng hạn ngạch này với số tiền không nhỏ. Các lô hàng nhập khẩu tại chỗ đều có CO form D theo quy định được chấp thuận CO ưu đãi đặc biệt. Doanh nghiệp cũng dẫn các quy định cho biết họ đã thực hiện đầy đủ và chính xác việc thực hiện các nghĩa vụ thuế theo quy định. Trước đó, Vinamilk và một số doanh nghiệp cũng có công văn khiếu nại gửi Chính phủ và các cơ quan chức năng về vấn đề này. Chính sách thuế và hải quan thay đổi liên tục, chậm ban hành các văn bản hướng dẫn hay là mỗi cơ quan lại có một kiểu hướng dẫn khác nhau đã khiến doanh nghiệp rơi vào tình trạng giờ khóc giờ cười vì bị truy thu và phạt tiền thuế với số tiền lớn. Theo thống kê hiện nay, thì cả nước hiện nay có hơn 100 doanh nghiệp rơi vào tình trạng này. Điều đáng nói là hầu hết các doanh nghiệp đều không tâm phục khẩu phục bởi họ cho rằng đã thực hiện theo đúng công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế các tỉnh, thành phố. Nhưng nay lại bị truy thu và phạt khiến các hoạt động của doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chưa đồng bộ, mỗi lúc hướng dẫn một khác hay phức tạp rườm rà là những gì doanh nghiệp nhận thấy còn tồn tại trong chính sách thuế của Việt Nam. Đặc biệt thời gian qua, mặc dù đã có văn bản hướng dẫn cụ thể của các cán bộ, nhưng trên thực tế đã có những doanh nghiệp bị truy thu hàng chục triệu tiền thuế sau một thời gian dài hoạt động, mặc dù đã làm theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Tôi là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, hoạt động ở Việt Nam 20 năm rồi và vẫn cái hợp đồng đấy từ 20 năm nay. Cũng như là về luật thuế giá trị gia tăng thì cũng không có gì thay đổi nhiều. Thế nhưng đùng một cái thì lại thông báo là phải nộp thêm 5% thuế giá trị gia tăng của bản quyền. Hoạt động 20 năm nay thì cũng có rất nhiều đoàn kiểm tra, cũng có cán bộ quản lý các thứ. Thế nhưng mà hầu như là cũng không ai phát hiện ra cái điều đấy, là tự nhiên thông báo là phải nộp thêm 5% VAT. Mà các doanh nghiệp nước ngoài thì thường là năm nào kết toán năm đấy, nghĩa vụ tài chính chia lãi, chia cổ đông là năm nào xong năm đấy và tự nhiên lại phải nộp thêm cái chi thu cái phần thuế đấy thì rất khó khăn cho doanh nghiệp. Cách diễn giải hiểu luật trước đây có nghĩa là luật thì vẫn thế, nhưng mà cách diễn giải và hiểu luật của các cơ quan quản lý nhà nước thì hiểu thay đổi. Trước đây hiểu như thế vậy, doanh nghiệp làm đúng và như vậy là được. Nhưng bây giờ có lại hiểu như thế vậy,
phải vận hành như thế vậy. Và khi thay đổi cách diễn giải thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ nói là luật từ đấy lên tôi sẽ truy thu lại, tôi sẽ áp dụng lại từ trước tới giờ. Mặc dù trước đấy doanh nghiệp cũng có những cái văn bản khác, cũng chính cơ quan quản lý nhà nước hướng dẫn. Trường hợp tương tự cũng diễn ra với nhiều doanh nghiệp. Theo đại diện công ty kiểm toán và tư vấn quốc tế EY Việt Nam, có doanh nghiệp nhập khẩu cùng một mặt hàng, ban đầu chịu thuế 10%, sau 5 năm, cơ quan quản lý phân loại hàng hóa đó vào mã hàng khác với thuế suất 32%. Điều đáng nói là doanh nghiệp không phải chỉ tăng mức nộp thuế từ sau khi có quy định, mà còn bị truy thu cả quãng thời gian 5 năm trước. Điều này đã gây ra khó khăn cho doanh nghiệp, bởi hầu hết các doanh nghiệp đều quyết toán và chia lãi theo năm. Là loại thuế gián thu được cộng vào giá trị của hàng hóa và tạo thành giá bán. Thế thì bây giờ khi mà đã bán hàng hóa cho khách hàng rồi mà cơ quan thuế lại quay lại cũng dựa trên cái quyết định hướng dẫn của mình mà lại thay đổi quyết định mà yêu cầu hồi tố, thì như thế là tạo thêm một gánh nặng cho doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp không thể nào mà lại nói là khách hàng đã bán cách đây 5 năm rồi mà trả thêm được số tiền mua hàng nữa. Thì rõ ràng đấy là một gánh nặng rất là lớn đối với doanh nghiệp. Và nếu số tiền nó quá lớn thì rõ ràng là doanh nghiệp còn nghĩ đến vấn đề là có còn đứng vững được ở thị trường hay không. Theo các luật sư, vấn đề truy thu thuế hay hồi tố của cơ quan thuế gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp. Và theo luật hiện hành, việc hồi tố của cơ quan chức năng không được kém thuận lợi hơn và gây thiệt hại cho các doanh nghiệp. Tôi nghĩ là nếu mà một doanh nghiệp mà đã căn cứ vào cái quy định của pháp luật hiện hành chẳng hạn, mà có cái thuận lợi và những cái quy định hồi tố thì theo nguyên tắc là không được kém thuận lợi hơn và không được ảnh hưởng đến cái quyền lợi của doanh nghiệp. Chứ còn nếu mà các cái cơ quan mà cứ áp dụng các cái quy định hồi tố thì sẽ thiệt hại cho doanh nghiệp và nó không trái với các cái nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp hiện nay còn than phiền rằng chính sách thuế thay đổi quá nhiều lần trong một năm, doanh nghiệp chưa kịp thông suốt thông tư nghị định này thì đã có thông tư nghị định khác xuất hiện. Bên cạnh đó, còn có quá nhiều công văn hướng dẫn đi kèm khiến doanh nghiệp không biết. Do vậy, sai sót là khó tránh khỏi vì quá nhiều văn bản mới. Và những hiểu biết của doanh nghiệp chưa thật đầy đủ về luật thuế và những quy định về thủ tục hành chính thuế dẫn đến những vi phạm không cố ý đáng tiếc xảy ra. Thuế, luật pháp thuế, quy định về thuế nó còn quá phức tạp, quá rắc rối. Rất nhiều quy định mà không hiểu được hoặc là có thể hiểu theo nhiều cách. Và đặc biệt nó cũng thể hiện cái ý của doanh nghiệp đấy là ngành thuế là đôi khi là không thực hiện theo đúng những quy định mà thông thoáng, đơn giản, dễ dàng cho doanh nghiệp mà lại cứ có xu hướng là gây phức tạp, gây khó khăn. Đặc biệt là cái tinh thần là muốn tận thu, muốn thu thật nhiều thuế cho nhà nước, thế nhưng nó lại ngược lại là sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt, khu vực đầu tư nước ngoài hiện đóng góp khoảng 20% vào GDP và hơn 70% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, những thay đổi liên tục trong chính sách thuế và các quy định không phù hợp với thông lệ quốc tế đang khiến nhà đầu tư nước ngoài gặp nhiều rủi ro và trở ngại trong việc thực hiện đầu tư tại Việt Nam. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp với sự thay đổi liên tục trong chính sách pháp luật thuế và hải quan cùng với hướng dẫn không đồng bộ đã khiến nhiều doanh nghiệp không cố ý sai phạm nhưng vẫn bị truy thu xử phạt. Chính vì thế, việc thống nhất đồng bộ trong văn bản pháp luật và hướng dẫn chính xác của các cơ quan chức năng sẽ khiến cho các doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp lệnh thuế và hải quan, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh giúp các doanh nghiệp phát triển, từ đó đóng góp tích cực hơn nữa vào ngân sách nhà nước. Chính bởi các quy định pháp luật thường xuyên thay đổi, mỗi lúc hướng dẫn một khác, khiến các doanh nghiệp không kịp cập nhật, lúng túng trước các hướng dẫn của cơ quan thuế và hải quan, nên mỗi lần thanh tra thuế, dù cho doanh nghiệp đã có ý thức tuân thủ pháp luật nhưng vẫn mắc phải sai sót. Bên cạnh đó thì chứng từ mà doanh nghiệp có được lại không đáp ứng được quy định mà ngành thuế đã đề ra. Đây là một trong những nguyên nhân khiến các doanh nghiệp hay bị phạt khi mà đến kỳ thanh tra kiểm tra thuế, từ đó gây nên những bức xúc trong hoạt động của doanh nghiệp. Với doanh thu 10 tỷ, trung bình doanh nghiệp Việt Nam bị thanh tra thuế một lần. Tuy nhiên, đại diện doanh nghiệp cho biết rất ngại với hoạt động thanh tra thuế bởi hợp đồng vay vốn của doanh nghiệp là từ 5 tới 7% một năm. Nhưng trên thực tế, cộng dồn các chi phí vào, con số lãi suất doanh nghiệp phải trả là từ 10 tới 12% dù đã thu thập đủ chứng từ để trình báo cán bộ thuế. Nhưng cuối cùng doanh nghiệp vẫn phải chịu phạt khi không thực hiện theo đúng yêu cầu khai báo thuế. Ngân hàng thì cứ công bố của ngân hàng nhà nước là cho tôi vay 5% hay 7%. Nhưng thực tế không bao giờ chúng tôi về được 5 đến 7% mà có thể là 10, 15%. Dĩ nhiên là ngân hàng họ đều có chứng từ một cách rất rõ ràng. Nhưng khi chúng tôi tập hợp vào để khai báo thuế thì đôi lúc trong kiểm tra thì cái này chúng tôi bị gạt. Thì chắc chắn là cái chi phí đấy chúng tôi buộc phải gạt sang là lợi tức rồi.
mà đã chi phí sang lợi tức thì bắt đầu họ truy thu thuế đủ thứ. Mà một khi đã truy thu rồi thì đồng nghĩa là phạt. Doanh nghiệp mang thắc mắc đi hỏi cán bộ thuế thì nhận được câu trả lời, chúng tôi thì tuân theo quy định, quay ra hỏi ngân hàng thì ngân hàng trả lời, đây là hợp đồng kinh doanh thuận mua vừa bán, cuối cùng đối tượng phải chịu thiệt nhất vẫn là doanh nghiệp. Chúng tôi cũng đề đạt, tại vì chúng tôi thì nghĩ rằng tất cả những cái mà chúng tôi tập hợp chứng từ là chúng tôi rất thật thà. Nhưng họ thì họ bảo là đây tôi chỉ căn cứ từ cái công văn của nhà nước. Mà rõ ràng là cụ thể là của ngân hàng nhà nước cấp phát thì họ chiều theo cái đấy họ làm. Cho nên thực tế thì bọn tôi cũng nếu họ căn cứ như cái đấy thì chúng tôi cũng bất lợi. Thế nhưng khi mà bọn tôi mang cái câu chuyện đấy mang ra nói chuyện với hệ thống ngân hàng thì ngân hàng người ta cũng lại giải thích với chúng tôi là kinh doanh. Tôi với anh Thuận mua vừa bán, anh mua hàng của tôi với chấp nhận cái đấy thì chúng tôi mới giải ngân, còn nếu không chấp nhận thì chúng tôi thôi. Những quy định về thanh kiểm tra lại tương đối phức tạp, nhưng lại không có những hướng dẫn sẵn sàng khiến cho doanh nghiệp dù có ý thức nghiêm túc tuân thủ quy định nhưng cũng không tránh khỏi sai sót. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp vô cùng bức xúc. Thực ra thì nó cũng khá là phức tạp, tại vì thường chúng tôi làm kinh doanh doanh nghiệp mà thường về thuế thì cũng không phải là mình hiểu khoảng 100% được, thì vẫn có những cái lỗi này lỗi nọ không để tránh khỏi được đấy. Thì cũng có thanh tra thì cũng chỉ ra nhiều cái lỗi sai thì mình cũng phải tìm cách để sửa những cái lỗi sai đấy. Họ thấy được những cái nghị quyết cũng như chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đều đưa ra một cái thông điệp là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo ra một cái môi trường đầu tư rất là hấp dẫn. Nhưng mà thực tế khi mà các cơ quan thuế từ Bộ Tài chính cho đến Tổng cục Thuế và Cục Thuế địa phương khi mà tiến hành thanh tra kiểm tra thì luôn luôn là ở cái tình trạng là đối đầu với doanh nghiệp. Thế ở doanh nghiệp người ta chưa thấy là các cơ quan thuế là đồng hành để doanh nghiệp hiểu, và sau mỗi lần thanh tra kiểm tra thì họ sẽ hiểu được luật pháp tốt hơn và kê khai tốt hơn và đưa ra những cái nghĩa vụ thuế là hợp lý, phù hợp với đạo lý cũng như văn bản pháp quy. Ngoài ra, một năm doanh nghiệp phải đón tiếp mấy đoàn thanh tra, điều này cũng tạo ra gánh nặng và sự chồng chéo cho doanh nghiệp. Tức là quản lý tập trung vào rủi ro, nhưng chỗ nào mà có nguy cơ vi phạm pháp luật thuế thì cần phải có cách thức quản lý riêng, chứ không áp dụng chung như cách trước đây là kể cả những doanh nghiệp làm ăn rất là nghiêm túc, rất là đàng hoàng thì cũng chịu những gánh nặng kiểm tra, kiểm soát như những doanh nghiệp mà có nguy cơ vi phạm lớn, thì nó điều này không công bằng. Điều tra của Visa những năm trước đây thì cho những cái dấu hiệu tương đối đáng lo ngại là những doanh nghiệp càng lớn thì mà càng nghiêm túc thì có thể bị thanh tra kiểm tra lại càng cao. Thì đấy là tạo nên cái động lực nó không lành mạnh cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam. Có thể có quyền thanh tra kiểm tra nhiều lần khắp nơi. Thứ hai nữa là có thể là rõ rồi nhưng người ta cũng không chấp hành thật nghiêm túc quy định pháp luật. Rằng mỗi một cái vấn đề thì chỉ một đơn vị kiểm tra, những cái đơn vị sau phải kế thừa những cái nội dung kết quả trước, rồi tại một thời điểm thì cũng chỉ một đơn vị thanh tra kiểm tra doanh nghiệp thay vì là 2-3 nơi đều vào một lúc, thì tất cả những cái đấy là đều có quy định rồi. Thế nhưng mà rất nhiều lý do khác nhau, cho nên là trên thực tế thì đúng là doanh nghiệp vẫn lo lắng nhất khi mà bị thanh tra kiểm tra nhiều, mặc dù đã cố gắng chấp hành cái quy định pháp luật rồi nhưng vẫn không lúc nào khẳng định được rằng mình có đảm bảo là đúng chưa, hay là lúc nào cũng phải nơm nớp lo cái chuyện là đối phó rồi đến lúc sai phạm, đặc biệt là một vài năm sau có khi mới thanh tra kiểm tra đến thì sẽ gây ra nhiều cái khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Rõ ràng doanh nghiệp vừa lo sản xuất kinh doanh, vừa lo tìm kiếm khách hàng và lo sợ thanh tra thuế là điều rất khó khăn. Nếu chính sách thuế cứ có nhiều thay đổi thì doanh nghiệp rất khó để hiểu hết khi mà không có những hướng dẫn thực hiện cụ thể. Do đó, theo ý kiến của các chuyên gia, công tác thanh tra thuế cần minh bạch rõ ràng cụ thể để các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Chương trình Tài chính thuế đến đây cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.